kem chống nắng được xem là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong tủ đồ skincare của mỗi cô nàng, dù mùa đông hay hè. Đặc biệt dạo gần đây đang nổi lên loại kem chống nắng Hemia với hiệu quả bảo vệ cao mà lại an toàn cho sức khỏe. Nhưng không phải ai cũng biết cách mua kem chống nắng ở đâu là chính hãng. Trong video này mình chia sẻ cho bạn về dòng kem chống nắng Hemia chính hãng và mua hàng chính hãng ở đâu để không bị tiền mất tật mang nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần có trong kem chống nắng Hemia vô cùng lành tính với Glacier Tờ là thành phần nước khoáng tinh khiết có nguồn gốc từ đỉnh Ans với tác dụng giữ ẩm cho làn da của bạn. Kết hợp với các phân tử siêu nhỏ HA, các phân tử này có tác dụng giữ nước, cho làn da của bạn luôn mọng nước và tươi trẻ, đồng thời tăng khả năng giữ nước lên tới 1.000 lần ngoài ra kem chống nắng hemia chiết xuất từ lô hội có thể tạo ra lớp màng bảo vệ ra khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời làm dịu da cũng như dưỡng da luôn mềm mịn khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng còn lỡ mua phải hàng giả thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó người ta đã có tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền rồi thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay không nên vì vậy bạn cần phải tìm hiểu và mua đúng hàng chính hãng để không gây hại cho sức khỏe nhé Kem chống nắng Hemia hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng Hemia hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.